Phần cuối thông tin trong tỉnh tối nay, mời quý vị đến thăm cán bộ chiến sĩ lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân, đứng chân tại xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Đây là đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa phía nam của Tổ quốc. Thưa quý vị, quản lý khai thác sử dụng thế hệ tàu tên lửa hiện đại, nên trong quá trình huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tập thể cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn quán triệt và thực hiện đúng phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, đột phá vào huấn luyện cơ bản, làm chủ chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn. Là đơn vị tàu chiến đấu hiện đại của quân chủng Hải quân, Lữ đoàn tàu pháo tên lửa 167 đặc biệt chú trọng công tác huấn luyện, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Quá trình huấn luyện, chuẩn bị thực hành trên bến, trên biển đều được kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt. Nhờ đó, 100% cán bộ chiến sĩ đều thuần thục sử dụng vũ khí, tác phong chiến đấu tức thời, trình độ chỉ huy tốt, tinh nhuệ, đúng với bản chất của đơn vị tàu tên lửa hỏa lực mạnh, tiến công nhanh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với những cái đối tượng khác nhau thì có những cái bài giáo án, cái kế hoạch huấn luyện nó sẽ khác nhau, nó phù hợp với cái yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với cái khả năng nghiên cứu của từng quân nhân. Từ đó thì giúp cho quân nhân trong đơn vị có thể làm chủ được vũ khí trang bị kỹ thuật tốt hơn, đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ. Cơ bản chúng tôi đã là làm chủ được hết cái trang bị của mình và đảm nhiệm hết được các cái hệ thống năng lượng, hệ thống điều hòa, hệ thống làm mát, hệ thống gió, hệ thống nước và hệ thống quan trọng nhất là hệ thống chống cháy, chống chìm và đảm bảo an toàn cho con tàu. Lữ đoàn 167 thường xuyên đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng các mô hình học cụ, mô phỏng huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật. Từ năm 2016 đến nay, lữ đoàn có gần 200 mô hình học cụ, sơ đồ, phần mềm phục vụ huấn luyện được làm mới và ứng dụng thực tế, góp phần giúp đơn vị tiết kiệm hàng ngàn kWh điện, hàng ngàn lít dầu và nâng cao tuổi thọ của máy móc trang bị khối tàu. Được sự quan tâm của các đồng chí trong đảng ủy chỉ huy lữ đoàn thì cái phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đơn vị nó đã phát triển có bề rộng và chiều sâu, nhờ đó mà nó nâng cao cái khả năng bảo đảm kỹ thuật cho trang bị, góp phần thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho thường xuyên cũng như đột xuất, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện cũng như là tuần tra trinh sát bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy toàn diện, đảm bảo tốt công tác hậu cần kỹ thuật. Từ năm 2020 đến nay, Lữ đoàn 167 luôn hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện, kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có khoảng 85% khá giỏi. Lữ đoàn đã tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn đạn thật trên biển cho các tàu với kết quả 100% đạt khá giỏi. Qua đó khẳng định vai trò là lực lượng chủ lực của vùng 2 Hải quân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa phía nam của Tổ quốc.